Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Ukraine mở đường máu rút lui tại quốc theo kênh Reber, tại quốc, đụng độ vẫn tiếp diễn ở một số khu vực mà đội hình Kiev đang cố gắng trụ lại trong lãnh thổ Nga. Ở quận cover không có thay đổi đáng kể nào được ghi nhận trong ngày qua với giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực lân cận làng Loviput. Quân đội Nga đang dọn sạch lãnh thổ đã được kiểm soát trước đó, đẩy đội hình Kiev về phía nam, hướng tới Sumy nằm bên kia biên giới. Lực lượng Moscow tiếp tục nổ súng vào các vị trí của quân đội Ukraine trong lãnh thổ đối phương. Tại Pavlovka, một nhóm bộ binh Ukraine đã bị máy bay không người lái Nga tấn công tại quận Korenovo. Lực lượng Kiev bị bao vây một phần ở khu vực Tontilak đang cố gắng đột phá dọc theo tuyến Zelenly, Zliak, Zinlikin. Trong khi đó, ở phía Bắc, quân đội Ukraine đột phá bằng xe tăng M1 Abram và xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley vào Novoy Vanoika và phát triển dọc phố trung tâm. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc sử dụng những vũ khí hiện đại do Mỹ sản xuất ở quốc. Theo kênh SGS, lực lượng KF đã tung lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 mạnh nhất được trang bị xe tăng Abram và xe chiến đấu bộ binh Bradley vào tham chiến ở Novoy Vanoika để phá vỡ vòng vây của Nga trong mũi nhọn phía Bắc, mở đường máu cho các đơn vị bạn rút lui. Ở quận Suza, cảnh quay từ trạm kiểm soát mục tiêu đã cho phép làm rõ cấu hình của tiền tuyến gần với Cheskokia, Poreknaya, nơi một cuộc tấn công bằng UAV đã được thực hiện vào vị trí của quân đội Ukraine. Trong trung tâm của thành phố hiện do Kiev chiếm giữ, UAV của Nga đã tấn công một đội pháo binh đối phương ở Zazunevka và UAV Inokodet Orinon đã tấn công vị trí của hệ thống tác chiến điện tử Nota được ngụy trang trong vành đai rừng ở ngoại ô Zales Hanka. Ngoài ra, tại khu vực làng Kolmakov, quân nhân của lữ đoàn đổ bộ đường không số 11 của quân đội Nga đã phá hủy một robot đối phương đang chạy trên con đường dẫn đến Manukha. Nga tấn công mạnh mẽ bất ngờ vượt sông đánh chiếm Georgian. Lực lượng Moscow đã phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ dọc theo toàn bộ tuyến tiếp xúc chiến đấu từ boho đến Poproker. Một số lữ đoàn của quân đội Ukraine được cho là đã bị bao vây. Ngày hôm nay hứa hẹn sẽ rất nóng bỏng. Quân đội Nga tấn công các vị trí tiếp theo của Ukraine theo hướng boho phía bắc của Ukraine. Họ đã chiếm được một số vị trí mới dọc theo những khu vực rừng rậm. Các cuộc tấn công tiếp theo ở Katerinovka diễn ra sau đó, với việc lực lượng Moscow kiểm soát thêm nhiều vị trí ở phía Bắc. Giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra ở Poplovka khi mà quân đội Nga mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Gokniak và selidover Đồng thời, ở Nam Chasovsa, quân Nga cũng đã phát động một cuộc tấn công cơ giới dọc theo H-32 về phía Kostiantinivka. Theo hướng quốc, pháo binh Nga khai hỏa dữ dội ở phía bắc Suza nhằm làm mềm chiến trường, mở đường cho bộ binh ào lên, làm chủ trận địa trong trận đánh chốt hạ. Cùng với đó, thì quân đội Nga cũng được cho là đã giành lại thêm được nhiều vị trí ở phía đông nam của Suza. Kênh Red cho biết, lực lượng Moscow đã đánh lừa bộ chỉ huy của Ukraine bằng cách vượt sông Vontia và đánh chiếm Georgian, áp sát với thành phố Kurakov trên hướng Kurakov. Bộ Chỉ huy của Ukraine đã xem xét bản đồ hành động của đối phương trong một thời gian dài và tin tưởng vào phương án phòng thủ đã có ở hướng Kurakov. Tuy nhiên, tính toán không phải lúc nào cũng đúng. Họ đã bị bất ngờ khi mà quân Nga vượt sông nhanh chóng kiểm soát thành công Georgian. Nhờ trinh sát thành công và hành động nhanh như chớp của lữ đoàn 110, một phần của nhóm quân Nga ở Kurakov đã vượt qua được sông Vostya và giành được toàn quyền kiểm soát ngôi làng Georgian. Sự sụp đổ của lực lượng KF theo hướng này chỉ là vấn đề thời gian. Quân đội Nga ưa thích một lựa chọn sáng tạo và khôn ngoan hơn với mục đích đơn giản là tạo ra một vạc dầu ở khu vực thành phố Godiak. Bằng bất cứ giá nào, việc chiếm được làng Georgian cạnh Korokop là một trong những động thái để khép chặt vòng vây. Moscow đã tiến hành tấn công tên lửa vào các cơ sở phức hợp nhiên liệu và năng lượng ở Odessa và căn cứ của Ukraine ở Krivoi Rih. UAV một lần nữa tấn công hàng loạt các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương ở Kiev, Poltava và Sumy. Trên hướng Donetsk, quân đội Nga đang chiến đấu ở vùng Gorniak và Georgianyoy, đồng thời cũng đang tiến về hướng Kurakov và dọc theo đường cao tốc N-15 phía nam của Maximilienivka. Về phía Poproker, giao tranh dữ dội ở vùng ngoại ô phía tây Selidover trong khu vực tư nhân gần bãi thải của mỏ mang tên Korotchenko. Binh sĩ Nga đã giành được chỗ đứng dưới chân điểm cao. Theo hướng Ionodonets Kharkov, lực lượng Moscow đang chiến đấu ở trung tâm của làng Katerinovka, đồng thời tiến vào khe núi Sulanenkaya ở phía nam, ở Gokryak. Một cuộc tấn công nghiêm túc của quân đội Nga cuối cùng đã bắt đầu nhằm hạ gục vị trí của lực lượng Kiev, thành phố nhỏ này, nằm chính giữa Kurakov và Zhezheny. Nơi đã bị lữ đoàn 110 của lực lượng Moscow chiếm một ngày trước đó, đúng như dự đoán, những đơn vị của quân đội Ukraine sống sót sau khi thoát ra khỏi tọa độ lửa ở gần level Kaya không có thời gian để nghỉ ngơi, phục hồi hoặc là nhận quân tiếp viện và gần như ngay lập tức bị tấn công bởi nhóm xung kích của lực lượng Moscow. Giao tranh tuy ác liệt nhưng dần dần tiền tuyến bị đẩy về phía Tây. Nga chọc thủng phòng tuyến của Ukraine Kiev xác nhận lực lượng Nga đã xuyên thủng tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine ở gần thị trấn Chasubza, cửa ngõ tiến vào khu vực do Kiev kiểm soát ở Donetsk. Đáng tiếc là quân Nga đã xuyên thủng phòng tuyến của chúng ta, song không có chuyện thất thủ hay là mất Chasubza, Ivan Petichak, đại diện phòng báo chí Lữ đoàn Cơ giới 24 của Ukraine, xác nhận với truyền thông vào ngày 22 tháng 10. Ông Petichak cho biết tình hình căng thẳng khi quân Nga cố gắng tấn công hàng ngày. Ban ngày trời nắng nhưng ban đêm và chiều tối thì có mưa tạo thành sương mù dày đặc. Lực lượng Nga lợi dụng thời tiết này để vượt kênh. Ông giải thích, ông nhấn mạnh rằng tình hình ở mặt trận thuộc khu vực lữ đoàn phụ trách vẫn còn nhiều thách thức lực lượng nga đông hơn đáng kể và đang tích cực cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ họ cũng đang tấn công ra bằng pháo tên lửa và tiến hành các cuộc không kích tuy nhiên việc bảo vệ thành phố vẫn tiếp tục ông nói chasipza được xem như cửa ngõ dẫn vào các khu vực do ukraine kiểm soát ở vùng Donetsk. từ thị trấn này có thể bao quát được các khu vực thấp hơn ở phía bắc hướng tới những thành phố lớn hơn như kramatov và slovian và khu vực ở phía tây hướng tới vùng Dnipropetrovsk, nếu thị trấn này thất thủ, các thành phố lân cận sẽ nằm trong tầm ngắm. Tuyến đường tiếp tế huyết mạch của Ukraine có nguy cơ bị cắt đứt và Nga sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk. Ukraine tìm cách mở mũi đột kích mới vào Nga trong bối cảnh mặt trận miền Đông căng thẳng, chiến dịch ở vùng khu của Nga chứng lại, quân đội Ukraine đang tìm cách mở các mũi tấn công mới nhằm đánh lạc hướng chú ý của Moscow. Intel Chizot, tài khoản tình báo nguồn mở trên ứng dụng X tuần trước đăng hình bản đồ về cuộc xâm nhập của lực lượng Ukraine vào vùng biên giới Benkorod của Nga. Theo bài đăng, thì binh sĩ Ukraine đã cố vượt qua biên giới Nga và mở một hướng tấn công mới vào khu vực Zuzanovka ở Benkorod, bản đồ của interchizer cho thấy ukraine có thể đang cố gắng cắt đứt tuyến đường tiếp tế này của nga vào mùa bùn lầy đây là tuyến đường tiếp tế duy nhất bằng đường bộ của nga bài đăng bình luận rằng điều này sẽ khiến cho việc kiểm soát khu vực lipsi trở nên vô cùng khó khăn vì nga sẽ buộc phải đưa nguồn cung cấp qua các cánh đồng bằng phẳng dẫn đến rất nhiều phương tiện có nguy cơ bị mắc kẹt trong bùn và hỏng hóc Nhà báo Tim White cho biết trên X rằng một lữ đoàn Ukraine đã công bố đoạn video về phương tiện bị phá hủy trong một khu rừng ở Zuzanovka, ngay bên kia biên giới. Trong khi các bộ đốc dơ quân sự khác thì chia sẻ video về các vị trí của Nga bị pháo kích. Nếu Ukraine phát động một cuộc tấn công chiến thuật mới thay vì chỉ là trinh sát, việc cắt đứt đường tiếp tế 14H-146 có thể là hợp lý, nhà báo nói thêm. Tổng cục Tình báo quân sự Ukraine hôm 16 tháng 10 thông báo, các đơn vị tình báo quân sự của họ đã băng qua một khu rừng rộng 400 ha ở phía bắc của làng Lipsi, phía bắc của vùng Kharkov sau khi mà vô hiệu hóa tiểu đoàn súng trường cơ giới của Nga. Bài đăng của quân đội Ukraine không đề cập đến bất kỳ cuộc xâm nhập nào vào lãnh thổ của Nga. Các bộ đốc sơ quân sự Nga cũng không nhắc gì tới việc này. Bản đồ mới nhất của Newquist cho thấy cuộc tiến công của Ukraine ở khu vực Kharkov cũng như các bước tiến của Nga ở phía tây bắc Gruglenkoye và phía đông Libui-Mokha ở vùng quốc. Bản đồ cũng chỉ ra rằng Nga đã giành được Makivka và Nevsky ở khu vực Nugang và những bước tiến xung quanh Torres thuộc tỉnh Donetsk, miền đông của Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết Nga đã tiến hành các cuộc tấn công trên bộ ở phía đông bắc thành phố Kharkov ở gần vochan và Staritsia, nhưng không xác nhận được bất kỳ thành quả nào. Những bước tiến của Ukraine ở phía Bắc Nipsey cũng được tài khoản mạng xã hội Deep State của Ukraine thể hiện trên bản đồ. Tuy vậy, họ cũng ghi nhận cách các lực lượng Nga giành được những bước tiến xa hơn về phía Nam của khu vực Donetsk. Quan chức Ukraine từ chức giữa bê bối gian lận trong tuyển quân Tổng công tố Ukraine Andriy Kostin hôm 22 tháng 10 cho biết ông đã từ chức để chịu trách nhiệm về vụ bê bối trong đó hàng chục quan chức bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ để được cấp giấy công nhận là người khuyết tật nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Thông báo của ông Kostin được đưa ra sau khi cuộc họp của Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine, nơi các quan chức thảo luận về cách chấn áp tham nhũng và những kẽ hở được sử dụng để trốn thi hành nghĩa vụ quân sự. Dư luận Ukraine gần đây đã xôn xao sau khi có những thông tin cho rằng hàng chục quan chức địa phương, bao gồm cả công tố viên, đã lạm dụng chức vụ của mình để được công nhận là người khuyết tật. Tổng công tố phải chịu trách nhiệm chính trị về tình hình trong các cơ quan công tố của Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky viết trong một tuyên bố sau cuộc họp của hội đồng. Tuyên bố từ trước của ông Kostin được cho là đã đưa ra sau đó vài phút. Ông gọi vụ bê bối rõ ràng là vô đạo đức và đồng ý với ông Zelensky về việc ông phải chịu trách nhiệm cá nhân. Trong tình hình này, tôi tin rằng việc tuyên bố từ chức Tổng công tố là đúng đắn, ông nhấn mạnh. Văn phòng Tổng công tố Ukraine phải đối mặt với làn sóng phẫn nộ của công chúng sau khi một nhà báo Ukraine đăng tải một bài viết vào tuần trước nói rằng 50 công tố viên ở khu vực phía Tây của Khmer được xác định là người khuyết tật. Ông Costin sau đó đã ra lệnh mở một cuộc điều tra. Ông cho biết cuộc điều tra đã phát hiện ra số công tố viên khuyết tật trong khu vực là 61 và 50 người trong số họ đã được đăng ký là người khuyết tật trước khi chiến sự với Nga bùng phát vào năm 2022. Điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao họ được xác định là người khuyết tật vì tỷ lệ những quan chức như vậy ở vùng này rất cao. Ông nói, đơn từ chức của tổng công tố vẫn cần được quốc hội chấp thuận nơi đảng của ông zelensky chiếm đa số sau lời kêu gọi của ông zelensky có khả năng cao quốc hội ukraine sẽ chấp nhận đơn từ chức của ông nhân tiện không chỉ có công tố viên có hàng trăm trường hợp được công nhận khuyết tật rõ ràng là không có lý do chính đáng trong số các viên chức hải quan và thuế trong hệ thống quỹ hưu trí và trong các chính quyền địa phương tất cả những điều này phải được xử lý cẩn thận và nhanh chóng ông zelensky cho biết Ông Zelensky đã chỉ thị cho nội các khẩn trương soạn thảo luật cải cách hệ thống đánh giá khuyết tật mới. Ông cho biết các quyết định của Ủy ban Y tế liên quan tới giám định khuyết tật sẽ cần phải được kiểm tra trong 3 tháng tới. Một nhóm làm việc sẽ được thành lập để đảm nhiệm công việc này. Chỉ vài giờ sau cuộc họp của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, Thủ tướng Denis Simhan đã tuyên bố sa thải các quan chức cấp cao trong Bộ Y tế có liên quan tới việc cấp chứng nhận người khuyết tật. Cơ quan An ninh Nội địa Ukraine, SBU, cho biết 64 thành viên của Ủy ban chuyên gia y tế và xã hội đã bị xem là nghi phạm trong các cuộc điều tra hình sự vào năm 2024, và 9 người khác đã bị xét xử và kết tội. Họ bị cáo buộc vi phạm do cấp giấy chứng nhận người khuyết tật trái quy định.